Hey, I like you for a very long time. Hiểu không? Tôi thích bạn một thời gian rất là Since we dài. were shooting the music video. Tôi nói rằng là em Miên thì sinh ra ở Thái Lan. Thế thì bây giờ cũng có một vài khán giả đặt ra một cái thử thách là bây giờ thử tỏ tình Hồ No. Quang Hiếu bằng một câu tiếng Thái thử xem. No. Ủa sao Thái Lan mà không biết tiếng Thái vậy trời? Biết không? Biết Mình nói bạn tiếng Thái Anh không? thôi à. Em mới nói tiếng Anh thôi. Cái vì sao mà sinh ra ở Thái Lan mà lại không biết tiếng Thái? Dạ tại vì em không có rành. Em Dạ. dạ. Thôi nói tiếng Anh được, nói Nói tiếng tiếng Anh Anh. được. Dạ. Ok, thì hồi nãy là em biết nói tiếng Anh đúng không? Dạ. Thế bây giờ em tỏ tình với anh Hiếu bằng tiếng Anh. Thôi, tại sao anh lại muốn em tỏ tình với anh Cái Hiếu? đó thì lúc Ảnh nãy có thích em đâu mà thì tỏ. chúng ta đã nói rằng là bắt đầu chương trình này hơi trễ một chút nên bây giờ thì sẽ có cái thử thách nho Sao nhỏ. anh Đầu không tiên là cho bắt ảnh tỏ tình em? em yên tâm đi, hồi anh Hiếu sẽ có một cái thử thách sau nữa. Anh sẽ không bỏ sót đâu. Thôi Bây tỏ giờ tình em em đi. xin cũng được kìa. Thôi Được thôi chưa? bây giờ hôm nay Hồ Ổng Hiếu là nhân gán vật ghép ghê chính. luôn á. Thấy không? Ổng gán ghép cực kỳ luôn. Đây bây giờ ngày hôm nay Hồ Quang Hiếu là nhân vật chính. Thế nào? Em yên thấy thử Sao thách vừa rồi ra anh? Thì sao? anh Nếu như muốn mà em em từ nói chối làm thì sẽ có thử thách sao? khác. Anh muốn em nói Em gì? hãy thử tỏ tình với Hồ Quang Hiếu làm sao để anh ấy đồng ý. Tỏ tình thì Nói mặt dịch ảnh cũng nói dịch đơ. ra một đoạn dài đi, ví dụ Ừ. như là ủa dạo này ở bến tàu anh sao rồi, anh sống sao rồi, từ lúc mà anh lấy giỏ sách cho em thì em tưởng anh Ok, là em nói anh hiểu không? ok, không hiểu không được thì anh dịch cái quan ra trọng ok. rằng là bây giờ em y nói anh Hiếu Ok. dịch dịch được bao nhiêu hiểu được bao nhiêu tính tới Vậy đó là em tỏ xong. tình với ảnh hả? Hay Ok sao? Hả? rồi Anh bây giờ muốn em em tỏ tình hay em muốn em làm cái gì? anh muốn em tỏ làm gì tình. cũng được á. Tỏ tình rồi Tỏ ác tình đi. ghê, chương trình gì mà ác ghê. Ok rồi, Tại sao hả? Nhìn không mặt biết tiếng anh Anh đâu Hiếu. nha. Cái quan trọng là bây giờ phải nhập vai, ví dụ đây là một cảnh Ok. quay luôn nha, phải Ok. tỏ tình thật mà ở đây không có cười nha. Rồi Ok. sẵn sàng, cứ cứ thoải mái. Nhưng mà anh nói cũng có hiểu không? Hiểu chứ sao không Thì hiểu, bây giờ em nói đi một xíu, anh Hiếu không hiểu thì mình dịch lại luôn. vô dịch nè, bấm lên. Rồi Ok. ủa anh biết biết tiếng Anh không? Từ tới đâu tính tới đó Hiếu ơi, Ok bây ok giờ ok vậy đi. Anh Hiếu. Ủa sao có tiếng Việt vậy ta? Mình cứ Anh Hiếu là cái tên mà phải không? Chẳng lẽ mình gọi là đâu Hiếu? nhưng cái chữ Hiếu. anh là nó hơi sai sai á, Ờ. ngay chỗ cái chữ anh nó cấn cấn này Vậy đó. đó là anh Hiếu. Rồi Ừ. cho luôn, chấp nhận luôn, Tại Việt vì kiều. chẳng lẽ em nói là Hiếu thì bất bất lịch Mister. sự. Mr cái gì ông hả? Ông Hiếu. Ông nó được. Rồi tiếp. Ok. Rồi tiếp tục nào. Hey, I like you for a very long time. Hiểu không? Tôi thích bạn một thời gian rất là Since we dài. were shooting the music video. Dịch đi. Cái quan trọng Cái ta câu đang em là tỏ nói. tình mà bắt ta dịch gì, bên quan trọng là giờ tỏ tình đồng ý trước cái đã nè. Nói chung Say là yes hát rồi ngồi mới hò tính rồi sau. video gì đó. Rồi rồi rồi, Ok. hiểu luôn, hiểu rồi đó. It was a few years ago. You were pretty quiet, but then after a while, you invite me to become in your new movie. So, I was happy to be in your movie, and somehow I'm starting to fall in love with you. So, I don't know if you like me. Can you give me an answer if you like me or not? Hiểu Bây nói chung là nói giờ nghe say yes mà say no đi Hiếu anh à. nghe cái câu lai lai phải không? Anh nghe Nghe cái câu lai lai phải bây không? giờ say yes thì say no đi cho xong Hiếu Say à. let Mà or nói chung là not. mình nghe nôm na lại là rất là vui và hạnh phúc mà tham gia cái phim gì đó, rất thích bạn kiểu vậy vậy thôi, đơn giản vậy. Ổng Quan đoán trọng thôi anh à, ổng đoán không à, cái đoán này thì là đúng được bọn rồi, em bao đang nhiêu phần tỏ trăm tình ổng nếu mà. như mà vừa rồi là một cuộc thi thì bao nhiêu phần trăm với cái số điểm vừa rồi Hiếu dịch ra từ tiếng Anh sang tiếng Việt? 20-30 rồi, tại vì ảnh chưa dịch cái khúc mà em nói em thích ảnh. Thôi mà khỏi dịch đi, Thôi để thôi thôi viết like là được rồi. thôi. Coi nói chung là cái thử thách vừa rồi thì nó cũng hơi căng thẳng chút, mình cho qua đi. Và bây giờ đây thì từ nãy giờ thì ở đây có những bình luận, những thử thách dành cho Emmy nhưng mà chưa có thử thách nào dành cho Hồ Quang Hiếu hết. Thử thách